Hai, mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trên miền đất nước nha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình chế một cây than ship hai chế độ nha cả nhà. Thì cây than này cái than ship này hai chế độ như thế nào? Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi mình làm nha. Thì trong video mình làm dấu mình cũng có tua để cho nó khỏi mất thời gian của cô chú anh chị và các bạn. Rồi cuối cùng thì mình sẽ nói chi tiết về kích thước của cái loại sắt mình làm nha cả nhà. Rồi mình mời cả nhà xem mình làm nha. Thấy video mình có hay nhớ hữu ích thì nhớ đăng ký và cho mình một like nha cả nhà. Mình chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi mời cả nhà xem nha.
Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình đã làm xong một cây thang 2 in 1 nè cả nhà. Thì cây thang này từ sớm giờ cả nhà đã theo dõi mình cắt và gắp những cây thang, chế cây thang như thế nào thì cả nhà cũng thấy rồi đó. Thì cây thang này là mình mình làm để là một vừa thang chữ A rồi vừa là bắt được thang đứng luôn nha cả nhà. Thì này là 2 in 1. Một cây thang này thì nó ra được hai cái sử dụng, được hai sử dụng cho một cái thang này nha. Thì mình sẽ nói về chi tiết cái thang này. Thì cái thang này là bề ngang là 3 tấc rưỡi ngang cả nhà, 3 tấc rưỡi phủ bề. Thì sắt để làm một cái thang như vậy thì mình dùng là sắt hộp 30 x 30, vậy 1 ly 4. Thì còn sắt ngang những cái nấc thang như vậy thì mình xài là 20 vuông, một cũng 1 ly 4 luôn nha cả nhà, cho nó giảm cái độ nặng cho mình di chuyển hoặc là mình làm công việc cho nó nhẹ nha. Thì mình làm như vậy thì cả nhà cũng muốn làm một cái thang như vậy thì cũng tùy theo nha cả nhà, muốn là xài sắt bự hoặc là chiều cao đó. Thì cái này mình thang này thì chỉ được chiều cao 1,5 m thôi, nhưng mà mình được một cái nữa là mình khi mình muốn làm một cái thang thẳng thì mình xếp ra là nó được 3 m nha cả nhà đó.
Rồi mình sử dụng 3 mét thì nếu mà mình muốn ngắn hơn nữa thì mình xếp lại thành chữ A thì nó sẽ còn lại 1,5 mét nha cả nhà. Thì cái thang này thì mình cũng làm là 4 nấc thang nha. Các bạn dòng làm dài hơn thì có thể thêm nấc, còn mình làm ngắn thì bao nhiêu đây là nó vừa rồi. Thứ hai này là mình xài một cái bát, mình dặn bằng con tán luôn nha cả nhà, để cho nó chắc chắn nha, nó không có vụt ra, để khi mình leo lên đó, nó rất là cố định, nó không có vụt ra. Rồi để mình sẽ thử cây thang này như cho cả nhà xem coi nó có hiệu quả hay là không nha. À, các bạn thấy không? Mình làm xong là mình xếp được thành một cây thang này. Đó. Một cái thang này thì cả nhà dựng lên chiều nào cũng vẫn được cái đơn nha cả nhà. Đây không cả nhà, mình bắt lên làm một cái thang đứng ha, mình xài một cái thang đứng. Còn nếu cả nhà muốn muốn mình muốn làm việc gì cho nó thấp á thì mình xếp lại thành một cái thang xếp chữ A nha. Đó. Thì mình làm một cái thang một hai trong một này thì cũng gửi đến chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn đều xem. Thôi, mình cũng kết thúc clip nha cả nhà. Mình hẹn lại, mình cảm ơn cả nhà đã quan tâm xem cái clip của mình. Hẹn cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Rồi, ok. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà nha.